Con uống nước đi. Con ra đi gần hết những nơi mà Nam có thể tới, nhưng vẫn không tìm được ảnh. Lý do bác gọi con về đây là vì bác không yên tâm, để cho con đi lòng vòng trong đêm một mình như vậy. Không ai lường trước được những rủi ro bất trắc có thể xảy ra với mình đâu con à. Nhưng nếu không có tin tức của anh Nam thì cả đêm nay bác sẽ không ngủ được. Con cũng sẽ như vậy chứ gì. Dù sao thì Hoàng Nam nó cũng đã trưởng thành để làm chủ cuộc đời của mình. Bác không thể gánh thay những nỗi lo cho nó được nữa đâu. Anh Hoàng Nam sợ bác lo nên không nói ra. Nhưng tại sao anh ấy lại không nói với con chứ? Đàn ông có thế giới riêng của họ mà phụ nữ chúng ta không thể nào xem vô được. Bác nghe loáng thoáng chuyện của ba thằng Nam đang gây áp lực cho nó ở công ty Alex và muốn con làm người mẫu độc quyền cho ông ấy. Có chuyện này không con? Chuyện này thì con... Kiều Ân Ân có kể cho bác nghe, nhưng nó kể lung tung làm bác không thể tin tưởng tuyệt đối nó được. Bác muốn nghe con nói cụ thể hơn, vì chuyện này có liên quan tới bác nữa. Nếu bác đã nói như vậy thì con sẽ không giấu bác nữa. Cô á, đúng là đồ dối trá. Cô nói với tôi là cô không có thời gian để giúp tôi xây dựng Alex. Vậy mà quá ra cô giết thời gian bằng mấy thứ không kiếm tiền đúng không? Hả? Cô trả lời tôi đi. Tôi thấy nè, đi ra ngoài hả? Ê, tôi trả tiền rồi. Mà sao lại bắt mày nữa? Là chúng con không có dễ tại cho anh đâu. Dạ, xin lỗi, hiểu lầm thôi. Chuyện này là bạn tôi, không có sao đâu. Anh cậu nữa, tới đây chuyện thuốc của cô. Ủa, hả? Khả năng của ông Hoàng Bắc thì không có. Để nắm trong tay những người mẫu sáng giá và đầy kinh nghiệm hơn một người mẫu mới vào nghề như con, chẳng có gì khó hiểu đâu con. Hoàng Bách là một kẻ biết nhìn xa và biết chớp cơ hội vô cùng tài tình. Cái gì đã nằm trong dự tính của ông ta thì ít khi nó đi chệch quỹ đạo. Con có cảm giác như ông ta có thể giảm đạp lên tất cả để đạt được mục đích của mình. Còn hơn thế nữa. Như vậy thì anh Nam đang phải đối diện với một hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Ngày xưa Hoàng Bách là một chàng đẹp trai và đầy tham vọng. Ông ta làm trong công ty may mặc ba của bác. Sau một thời gian làm việc tại đây, ông ta ngỏ lời yêu bác. Bác đã không cưỡng lại được với sự ga lăng và hào hoa của ông ta. Thấy ông ta là một người có tố chất kinh doanh nên ba của bác hoàn toàn tin tưởng giao lại gia sản cho hai đứa sau đám cưới. Bác lui về làm kế toán cho công ty của chồng. Hoàng Bách lúc đó là một người chồng mẫu mực, hết mức yêu thương vợ con. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bác và Hoàng Nam.
Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra thưa ba? Hoàng Nam, con sao bác vậy? Bác ơi, con yếu hơi nhiều nên hơi xỉn một chút. Bác đừng có lo, không sao đâu ạ. Anh tìm thấy anh Hoàng Nam ở đâu vậy? Em nhìn đi, cậu ấy xỉn như vậy tất nhiên là quán rượu rồi. Em giúp anh đưa cậu ấy vào nhà, có gì rồi mai nói chuyện. Anh cẩn thận. Làm sao mà uống say tới mức này hả con? Đi hết đi, tôi không cần ai cả, cả là giả dối. Say quá. Tất cả là giả dối đối với tôi. Kể cả Phương Linh, người mà tôi yêu thương nhất, cũng lừa dối tôi. Mà xỉn quá rồi, nghe lời mẹ ngủ đi con. Đi hết đi. Nằm yên ngủ đi con, nghe lời mẹ. Đi hết đi. Chị Phương Thúy bị điên dại, danh hàm mang tàn tật suốt đời, gia đình Hoàng Nam cũng tan nát. Thù hận kể từ khi Hoàng Bách mở rộng kinh doanh vào thế giới người mẫu. Mình bước chân vào Alice chỉ vì muốn tìm chị Phương Thúy, nhưng giờ chị Phương Thúy ở đâu còn chưa biết. Còn mình thì cứ say mê trên sàn diễn, rồi mọi chuyện sẽ đi dễ đó. Khi Alice đạt được những thành công rực rỡ thì Hoàng Bách cũng chẳng ngại ngừng công khai các mối quan hệ tình cảm của mình. Ông ta dường như quên mất rằng cuộc sống của mình còn có vợ và con. Khi Hoàng Nam trưởng thành, bác quyết định ly dị và kiên quyết đòi Hoàng Bách phải phân chia Alice cho Hoàng Nam. Ông ta định cắn răng chuyển Alice cho Hoàng Nam, chứ không muốn cho Hoàng Nam thành công đâu. Đó là lý do mà ông ta liên tục khống chế thằng nhỏ. Nhưng dù sao ông ta và Hoàng Nam cũng là cha con mà. Tình máu mủ ruột thịt có thể rất quan trọng đối với người khác, nhưng nó không là gì đối với Hoàng Bách cả. Bác kể cho con nghe những chuyện này để con biết rằng Hoàng Bách là một người khôn ngoan nhưng lạnh lùng. Đối phó với ông ta không phải là một điều đơn giản. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp Hoàng Nam hả bác? Con không nên dấn thân vào giới người mẫu nữa. Lúc đó mới có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Con hiểu những điều bác nói, nhưng không lẽ làm người mẫu thì sẽ không có được hạnh phúc như những người bình thường sao? Không hẳn như vậy, nhưng đối với người mẫu thì đó là một con đường hẹp và khó, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua. Lời khuyên của mẹ Hoàng Nam là điều đáng để mình phải suy nghĩ. Có lẽ điều tốt nhất mình nên làm bây giờ là mình rời sàn diễn để có thời gian tìm chị Phương Thúy. Anh thức hồi nào vậy? Sao em lại ở đây? Tối qua em ở đây cùng mẹ anh chờ anh về. Mãi tới khuya anh Nguyên Khang mới tìm được anh trong tình trạng say mềm. Thấy anh như vậy em không yên tâm để về. Mà tối qua anh đi đâu? Mẹ anh lo lắng cho anh lắm đó. Anh định uống có mấy ly thôi, ai ngờ uống nhiều quá. Hoàng Nam, tối qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em quyết định nói với anh chuyện này. Em sẽ rời sàn cát quốc. Em nói nghiêm túc chứ?
em sẽ rời sang các quốc vì muốn giữ cho mình có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Em không luyến tiếc sao? Em cũng yêu nghề người mẫu như bất cứ ai. Nhưng nếu em theo nghề này, có lẽ em sẽ không tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù có luyến tiếc, nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu. Vẫn còn kịp để em dừng lại. Dạ thưa ông chủ, chuyện Quỳnh Thi và nhóm người mẫu bị bắt tại quán bar hôm qua đã được báo chí đăng tải vào sáng nay. Để xem thằng Hoàng Nam đối phó bằng cách nào. Mọi người hãy nghĩ cách gì đó đi, trước khi tôi phát điên lên vì chuyện này. Nhưng cứu chữa bằng cách nào? Đúng lúc scandal xảy ra vào lúc mà chúng ta chuẩn bị cho show diễn vào tối nay. Cứ cho là lỗi tại Quỳnh Thi, nhưng liệu có âm mưu đằng sau chuyện này thì sao? Mọi việc không thể diễn ra trùng khớp như vậy được. Chuyện này chúng ta sẽ bàn tới sau. Điều quan trọng bây giờ là phải cứu show diễn tối nay. Tôi nghĩ chỉ còn một cách duy nhất. Chị nói mau đi. Hãy đưa Phương Linh lên diễn chính. Tôi cũng nghĩ như vậy. Không được đâu, vì tôi đã quyết định rút khỏi sàn các quốc rồi. Tại sao? Ngay cả khi Alice long nguyên như thế này hả? Nguyên Khang, hãy tin em đi. Em không muốn gây khó cho Alice. Thật sự em có cái khó của mình. Phải là gì Hoàng Nam không? Đúng vậy. Anh là đồ ích kỷ. Cậu hãy để cho Phương Linh yên. Riêng việc phải chứng kiến chuyện về Phương Thúy á, cũng đã khiến cho Phương Linh quá mệt mỏi rồi. Cô ấy cũng cần có một cuộc sống yên bình giống như bao người khác. Còn chuyện có lên sàn diễn hay không thì hãy để Phương Linh tự quyết định. Anh nghĩ cho Phương Linh hay là anh chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân anh? Cậu thử nghĩ xem, Phương Linh không lên sàn diễn vào lúc này á, thì tôi được lợi ích gì? Thôi, không còn thời gian cho các anh cự cãi như thế này đâu. Vậy tôi không còn ý kiến gì nữa. Mọi người tự quyết định đi. Tôi có ý như thế này. Hay là chúng ta mời Thúy Hồng, Benity về biểu diễn thế. Nhưng mà chúng ta phải trả cho họ chi phí khá là cao. Mọi người thấy như thế nào? Nếu vậy thì quyết định vậy đi. Đây là lần thứ mấy cô tham gia sử dụng chất kích thích ở vô trường? Dạ, lần đầu tiên ạ. Cô có biết ma túy bị nghiêm cấm sử dụng dưới mọi hình thức hay không? Dạ biết. Biết sao còn sử dụng? Dạ tại lúc đó em xỉn quá cho nên là em không có làm chủ được bản thân mình. Đây không phải là lý do chính đáng. Chúng tôi không chấp nhận là bạo lực của cô. Thưa anh, có luật sư của cô Quỳnh Thi tới. Thôi được rồi, anh đưa cô ấy vào trại giam rồi sắp xếp thời gian cho cô ấy gặp luật sư. Rõ. Bên phía công ty của chúng tôi đã quyết định không chọn Quỳnh Thi làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của chúng tôi nữa. Đây là một quyết định rất khó khăn, vì Alice là một khách hàng truyền thống của chúng tôi. Nhưng ảnh hưởng của scandal quá lớn nên chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi biết ý định của quý vị khi đến đây là muốn hủy bỏ toàn bộ hợp đồng đã ký liên quan tới người mẫu Quỳnh Thi của Alice. Tôi chỉ mong quý vị hãy bình tĩnh lại và chưa vội đưa ra quyết định vào lúc này. Bởi vì mọi thông tin về Quỳnh Thi chỉ là thông tin một chiều từ báo chí. Chúng tôi vẫn còn đang đợi kết quả từ cơ quan điều tra. Tôi nghĩ dù kết quả điều tra có như thế nào đi chăng nữa,
thì hình ảnh của Quỳnh Thi cũng không còn như trước. Hơn nữa, kế hoạch của chúng tôi cũng không thể quản lại để đợi Quỳnh Thi phục hồi lại danh tiếng. Cho nên chúng tôi rất mong Alice giúp chúng tôi nhanh chóng thanh lý hợp đồng này, để chúng tôi còn kịp lên kế hoạch mới. Những ý kiến của quý vị ở đây chắc là Hoàng Nam và Kiều Khanh cũng đã rõ. Chúng tôi không quay lưng lại với Alice, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, việc tiếp tục ký hợp đồng với Alice là quá mạo hiểm. Chúng tôi mong rằng mọi việc được giải quyết ổn thỏa để chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau trong thời gian tới. Tôi xin phép. Chúng ta không thể trách họ được, vì bây giờ ngay cả Elite cũng không thể sử dụng hình ảnh của Quỳnh Thi để PR cho Elite, thì làm sao bắt khách hàng giữ hợp đồng được. Hả? Bà rút lui khỏi sàn diễn hả? Vậy làm trợ lý hả? Linh có nói thiệt không vậy? Có chuyện gì? Có nghĩa là bà sẽ rời khỏi sàn khách quá. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Còn cái gì nữa? Cái chuyện gì vậy? Thì người nào mà không đủ năng lực, chuyện gì? Tự động bị đào thải thôi. Mà tôi thấy Phương Linh chọn cách rút lui như vậy là khôn ngoan lắm đó. Sao cái nước quá ta? Phương Linh, lấy mình miếng nước nha. Được. Nè, bộ bà không có tai hả? Tai tất nhiên là có rồi. Nhưng mà không phải cô ta vừa nói là sẽ rút lui khỏi sàn người mẫu đó thôi. Thì bây giờ cô ta sẽ làm trợ lý cho tất cả mọi người chúng ta, đúng không Phương Linh? Lấy gì mà ngon miếng nước nha. Nè, cầm chai nước uống cho tỉnh người đi cô nương. Phương Linh, đi theo tôi. Phương Linh, suy nghĩ lại chưa? Lý do gì khiến ta từ bỏ ước mơ? Đây là cơ hội rất lớn mà. Chuyện này mình sẽ giải thích với mọi người sau. Thì giờ tập đi, chị Kiều Khanh dặn Hoàng Nam tới rồi kìa. Mọi người hãy tới làm quen người bạn mới này. Đây là người mẫu Thúy Hồng. Bạn ấy sẽ tập cùng với các bạn để thay thế cho Quỳnh Thi. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy trời. Người đẹp, người đẹp. Ngồi ghế người đẹp. Đẹp lố quá à. Cảm ơn. Cần gì nhớ kêu tôi nghe. Trời ơi, đẹp quá. Thôi, mọi người ổn định vị trí chuẩn bị tập đi. Đợi đã, tôi muốn hỏi một chuyện. Có chuyện gì vậy? Alice bồi dưỡng cho tôi bao nhiêu tiền cho buổi diễn này? Cô có tiền bồi dưỡng hay không thì tùy vào công ty sau buổi diễn có diễn tốt hay không. Alice bây giờ á không có còn người mẫu nổi tiếng như là Quỳnh Thi hay là Danh Hà, đến nỗi phải đi mượn người mẫu ở một công ty khác, vậy mà còn chảnh nữa. Tôi đề nghị cô ăn nói cẩn thận. Chúng tôi sẽ không tôn trọng cô nếu cô không có sự tôn trọng đối với chúng tôi. Vậy thì tôi nói thẳng, nếu không có tiền bồi dưỡng thì tôi sẽ không diễn cái show này. Còn nhiều chỗ cho tôi lựa chọn, chứ quỷ show này tôi cũng đâu có thiệt. Thôi được rồi, đừng có đôi co nữa. Cô cứ tập trung diễn cho tốt đi. Chúng tôi không để cho cô thiệt thòi đâu. Nói như anh, tôi cũng chấp nhận được á. Thôi, chúng ta tập nha. Thôi, cả hai lo tập trung diễn đi, đừng có cự cãi nữa. Thôi, cái chuyện gì vậy hả? Chuyện gì vậy? Chà, không khí rơm rã quá hả?
Chào ba. Ba tới có chuyện gì không ba? Câu hỏi của con có vẻ không được thiện cảm cho lắm. Ba mang người đến cứu cánh cho con đây. Đây là Lý Phiêu Hương, người mẫu từ Singapore. Cô ấy nhận lời mời của ba mới bay qua Việt Nam sáng nay. Ý ba là Phiêu Hương sẽ thay thế vị trí của Quỳnh Thi trong đêm nay. Đây là Hoàng Nam, con trai của anh. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ba không nói cho con biết? Sao ba phải bàn với con một điều mà ba biết chắc chắn rằng điều đó sẽ tốt cho con hơn bất kỳ kế hoạch nào khác? Anh sai rồi Hoàng Bách à. Chúng tôi đã tìm được người mẫu thay thế Quỳnh Thi. Còn dám giao cả vận mệnh của một đêm diễn cho một cô gái kém cỏi về trí thức và sắc dốc như vậy sao? Cô ấy là át chủ bài của DT. Đó là lý do DT chưa bao giờ bằng Elite. Chúng ta cần có sự lựa chọn đẳng cấp hơn. Tôi nói cho ông biết, công ty của ông qua năn nỉ tôi muốn gãi lưỡi luôn. Công ty tôi mới đồng ý cho tôi qua đây để cứu thua cho Elite. Ông đừng có làm tôi nổi giận á. Vậy thì tôi có cơ hội chứng kiến cơn thịnh nộ của cô rồi. Cô có 2 phút rời khỏi đây trước khi tôi kêu bảo vệ vô. Không đợi đó, chuyện này chưa có xong đâu. Ba, ba đang làm gì vậy? Cứu con chứ làm gì. Hãy để Phiêu Hương luyện tập cùng mọi người đi. Anh làm như vậy, tôi ăn nói với bên DT như thế nào đây? Chuyện đó hãy để tôi giải quyết. Con không thể nào làm theo cách của ba được. Tại sao? Tại vì con là người điều hành Alice. Mọi chuyện là do con quyết định, chứ không phải là do ba. Tốt. Cả chuyện cung cấp vốn cho công ty, con cũng là người giải quyết chứ. Ba đừng đem vấn đề tài chính ra để uy hiếp con nữa. Con sẽ không cần tiền của ba đâu. Cho nên mọi chuyện của Alice mong ba đừng can thiệp vào. Được rồi, để xem con trai của ba sẽ làm được những gì. Tối nay có nhiều khách quan trọng của ba đó. Nếu chương trình làm không được thì hãy chuẩn bị giải tán Elite đi. Trời ơi, Thúy Hồng bị đuổi rồi, bây giờ tôi đi với ai đây? À, anh Hoàng Nam, anh Hoàng Nam. Nếu mà trong mọi người không có ai có đủ khả năng để mà diễn vào người mẫu chính á, thì để em đi, em sẽ gỡ cho Elite một bàn thua trông thấy, được không anh? Trời ơi, xuống giùm tôi cái đi. Trời ơi, xuống đi bà ơi. Trời, xuống tiếng quá. Trời ơi. Thôi được, về Elite tôi sẽ diễn tối nay. Thằng nhóc con đó càng ngày càng cứng đầu. Con nhỏ Quỳnh Thi vào tù đồ mà nó vẫn cứng đầu như vậy. Ông chủ đừng lo, xem cậu ta bướng bỉnh được bao lâu. Còn cậu đó, tôi chưa bàn tới cái tội cậu làm hỏng việc đâu. Ông chủ bớt giận mà. Em á đã có cách làm cho Elite bể mặt rồi. Cách gì? Chắc chắn á, show diễn đêm nay á sẽ không thành công như Elite mong đợi. Vì Thúy Hồng á, nó không đủ trình độ như Quỳnh Thi. Thay vào đó, em sẽ tăng cường báo chí để cho buổi diễn đêm nay, để đánh mạnh vào thông tin Elite đi mọi người. Được đó, làm lẽ đi. Dạ. Sau này anh tính mở một quán trà, rồi sống những ngày còn lại ở đây. Còn công việc hiện tại của anh thì sao? Anh đã trải qua nhiều năm trong giới người mẫu, ngọt bùi và đắng cay anh đều nếm cả. Bây giờ gặp lại em và Dương Minh, anh chỉ muốn rút lui để được sống bình yên.
Anh nghĩ là mình có thể sống yên bình giữa lúc này sao? Anh biết chắc là với người mẫu sắp dậy sống rồi, chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Anh muốn rời nó để sống với em và Dương Minh. Vũ Phong à, Dương Minh không phải là con của anh. Hả? Anh không muốn tranh cãi với em về chuyện Dương Minh nữa. Anh muốn hai chúng ta cùng mở một quán trà để em đỡ vất vả hơn. Bao nhiêu năm nay em buôn bán quán nhậu quen rồi, em không muốn thay đổi cuộc sống của mình. Mời chị con. Chào chị. Thùy Dương nói muốn bàn bạc với chúng ta về hợp đồng thuê người mẫu làm gương mặt đại diện cho Investor. Tôi vẫn đang nghe chị nói, hy vọng đây sẽ là một tin vui. Cũng có thể là như vậy. Trong buổi họp lần trước, chúng tôi đã quyết định rút lại hợp đồng với Elite. Vì tất cả những việc có liên quan đến Quỳnh Thi. Nhưng sau show diễn đêm qua của Elite, ban giám đốc chúng tôi đã họp lại và có một chút thay đổi. Cụ thể là chúng tôi sẽ giữ lại hợp đồng với Elite, nhưng chúng tôi muốn người mẫu Phương Linh sẽ thay thế vai trò của Quỳnh Thi. Tại sao nhất thiết phải là người mẫu Phương Linh? Chúng tôi còn rất nhiều người mẫu triển vọng khác nữa mà. Tôi biết, nhưng trong tương lai tôi sẽ cần đến họ. Còn trong thời gian này, người chúng tôi muốn là người mẫu Phương Linh. Hoàng Nam à, chúng ta cần phải hiểu đây là thiện chí của Thùy Dương đối với Elite. Đúng không Thùy Dương? Ừ. Xin chào. Chào giám đốc. Tôi cũng đang định lên báo cáo tình hình với giám đốc nè. Anh nói sơ qua cho tôi biết
rồi một lát nữa mang giấy tờ cụ thể lên phòng cho tôi sao? Bên kia đã báo về là lô hàng đầu tiên đã tới nơi. Khách hàng khá hài lòng. Chúng tôi đang cho đóng một lô hàng tiếp theo. Tốt lắm. Anh cứ nói với anh em á là cố gắng làm. Nếu đợt này mà suôn sẻ là tôi sẽ có thưởng đó. Cảm ơn giám đốc. Nhưng chúng tôi á thì chỉ biết chỉ đâu đánh đó. Chứ thực ra thì tất cả đều là công lao là của cô Kiều Khanh đó. Kiều Khanh hả? Cậu cứ đáo qua đáo lại ở đây suốt. Không có cô ấy đốc thúc công việc thì một mình tôi không thể nào làm sể. Tôi nói thiệt á, để mà giám đốc biết, để khen thưởng cho cô ấy. Được rồi, tôi sẽ lưu tâm về vấn đề này. Dạ. Mọi việc tốt chứ Nam? Lô hàng đầu tiên đã thành công. Tôi phải cảm ơn chị nhiều. Chị đã coi sóc công việc ở đây giúp tôi. Đó là việc chung của công ty mà. Hoàng Nam, đợi đã. Công việc đang tiến triển rất tốt, nhưng sao Nam có vẻ không vui vậy? Tôi không vui vì chuyện cá nhân thôi, chứ không có liên quan gì tới công việc. Chuyện gì vậy? Cậu biết là có thể chia sẻ với tôi mà. Cô đã chiếm tình cảm của ba tôi rồi, bây giờ còn muốn chiếm tình cảm của tôi để làm mẹ tôi sao? Có phải cậu vì chuyện Phương Linh trở lại sàn diễn đúng không? Cậu Nam à, thật ra Phương Linh đã muốn nghỉ từ trước, tại vì cô ấy yêu anh. Nhưng lần này Phương Linh trở lại sàn diễn cũng là vì Alice và vì Nam đó. Suy cho cùng, cô ấy đi hay ở cũng vì Nam. Lẽ ra Nam phải thương Phương Linh mới đúng chứ. Ai cũng phải thương mình thì mới có thể tồn tại được trong cái cuộc đời đầy giả dối này. Ngồi rửa chén phải đâu trâu bò mà ngồi rửa hoài. Ngồi rửa chén phải đâu ăn mày mà rửa cả ngày. Trời ơi, ngó xuống mà coi đẹp trai rạng ngời mà phải ngồi trong xó bếp làm bạn với chén dĩa bày hay. Minh, làm lẹ cho xong đi đó. Chị khỏe, mấy đứa dạ, kiếm giúp mình hả? Dạ. Ủa, chúng mình cho nhạc chị. Trời, cái đó lột ra tới đây chi nhỉ? Đứa tụi mình rửa chén chắc cũng chết quá. Dương Minh, tụi tôi tới chơi nè. Không ra đón, trốn hả? Ra đi ông ơi. Minh ơi, ra đây. Đi lên đi. Hoài à. Mấy bạn, mới tới chơi à? Vui quá. Nói gì vậy? Chơi, có tình nhật ngân đó. Chuyện gì vậy? Sao cả ngày hôm nay không không tới công ty hả? Vậy? Có tin nóng hỏi nè, muốn nghe không? Im lặng, có cái gì rần rần gì mấy đứa. Từng đứa một nói thôi, bây giờ cử một đứa đại diện, đứa nó nói. Tôi nói tụng lực không nghe gì hết trơn. Để tôi nói cho. Bà hả? Khỏi khỏi. Bà giờ dòng nhân thường lắm, mà nói chắc tới sáng luôn quá. Người khác nói đi. Thôi bà nói đi. Cái giọng toilet của bà nghe có vẻ hợp á. Nói đi. Đúng rồi, nói đi. Tôi nói nghe nè. Ông Dương Minh biết vụ gì không? Vụ gì? Thì chuyện Phương Linh đó. Trời ơi, con Phương Linh. Con Phương Linh nó bỏ người mẫu chứ gì. Tôi biết trước bà luôn á. Hồi bữa nó nói tôi nghe mà. Không phải. Chứ vụ gì? Chuyện đó xưa rồi. Chuyện này nè. Nói. Phương Linh đó được chọn làm đại diện cho em Victor và làm mẫu độc quyền luôn đó. Ê, sao vậy? Ê, trời, gì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, ông trời thật là bất công. Con Phương Linh nó xấu quá cả. Tại sao chân nó mà không chọn tôi? Đất quá. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nói gì cũng nói. Bộ mấy người khùng hết rồi hả? Bà đó, mẹ em đi. Bà coi là mẹ em là quýnh bà luôn á. Nè, đánh đi.
đánh đi. Tôi nói cho ông biết, với lại mấy bạn biết luôn nè, nếu như mấy bạn muốn nổi tiếng như Phương Linh thì mấy bạn phải cố gắng luyện tập, chứ cứ ở đó mà suốt ngày than thân trách phận thì tới bao giờ mới được hả? Ở đó mà khóc lóc. Đúng rồi, tự nhiên nguyên đám tới đây khóc à? Đúng rồi đó, ông phải tìm cách cho tụi mình lên đời, chứ để vậy hoài sao được, mình có thua gì Phương Linh đâu. Làm như nghĩ cách dễ lắm gì á, một nghĩ cách thì cũng phải có cái gì đó thì mới nghĩ cách được chứ. Cái gì là cái gì? Cái ông mấy bà này sao mà chậm tiêu dễ sợ luôn á. Người ta nói nè, đi bệnh viện á là phải đóng tiền viện phí nè, đi xe phải đóng lộ phí nè, đi học phải đóng học phí nè, yêu người đẹp á thì phải đóng tình yêu phí nè, muốn có một cái kế hoạch á thì phải đóng kế hoạch phí. Hiểu rồi. Kế hoạch phí cái gì? Thôi đóng lại cho ổng đi. Nè. Nè. Tôi nè.